Năm 2023 có 3 con giáp được may mắn thuận lợi hành thông, giàu có hơn người. Đó là con giáp tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tuổi Mùi là con giáp được dự báo là giàu có nhất từ công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán hay là làm công sở đều phát triển mạnh mẽ, thăng quan tiến chức. Người kinh doanh thì tạo được vị thế rực rỡ trên thương trường. Không chỉ thế mà một năm đầy người giúp đỡ, ủng hộ tuổi này và muốn được nhận thì phải cho đi. Tuổi này năm 2023 cũng là người giúp đỡ rất là nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Là nếu muốn bắt đầu từ hai bàn tay trắng thì năm này là cái năm rất là thích hợp để gây dựng cơ đồ, cuộc sống hành thông viên mãn. Tuổi Hợi được thần linh bảo vệ mà từ nguy thành an, vận khí cát lành, sao tốt chiếu mệnh nên vận trình công danh sự nghiệp sẽ mang một trang mới và một cái loại giấy mới tốt đẹp hơn, khởi sắc ổn định hơn. Tiền bạc từ kinh doanh buôn bán với đối tác được mở rộng, ký được nhiều hợp đồng hơn nên tiền bạc khá khẩm, không có phải lo lắng về tiền bạc. Tuổi Tuất vận khí cũng may mắn rất là nhiều, vận khí thì hành thông, công danh sự nghiệp đều như nguyện và rạng người, chói lóa, tiền bạc dư sức để kinh doanh hợp tác làm ăn. Tuy vậy tất cả phải có nghị lực, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh mới đạt được những thành công rực rỡ như trên quý vị nhé.